Xin chào quý khán thính giả, chương trình thời sự trong tuần của TV Tuần San Online phát hình sáng thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019 từ thành phố Melbourne, Úc lại lợi. Vũ Hà và chú bút Nguyễn Hồng Anh. Xin chào quý vị. Chào anh Hồng Anh. Chào Vũ Hà và chào quý khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình sẽ có 3 phần: Việt Nam, Thế giới và Úc. Trước hết là tin Việt Nam. Thưa anh, trong chương trình tuần trước cả anh và luật sư Nguyễn Tân Hải đều nói Tổng thống Donald Trump sẽ gặp ông Kim Jong Un tại Đà Nẵng. Bây giờ có tin ông Trung sẽ học ở Hà Nội. Tại sao lại có tin sai như vậy, thưa anh? À, thưa quý khán thính giả của TVT Online, à, không phải chỉ mình à, chương trình TV Online của Tổng Online à, chúng tôi và à, luật sư Nguyễn Tân Hải nói sai, mà còn rất là nhiều người khác. Tại à, vì lý do là tất cả những cái thông tin à, từ ở tòa bạch ốc đều được loan qua báo chí trừ trường hợp ông Trump ông tweet lên ở trên Twitter. Mà trước đó đó là các đài lớn của nước Mỹ như là CNN rồi báo của nước Úc như là The The Australian tờ báo toàn quốc nội tiếng của nước Úc và từ Japan Times của Nhật. Tức là những cái tờ báo lớn của thế giới đều nói rằng là sẽ có tổ chức tại Việt Nam. Đó là điều đương nhiên rồi. Tại vì ông Trump ông cũng nói như vậy. Nhưng mà ở đâu thì ông chưa nói Nhưng mà các báo thì họ lại nói rằng là ở Đà Nẵng Tại vì thế sao? Tại vì luôn luôn là có những cái tin ở trong tòa bài đọc nó xì ra Có nhiều rất nhiều điều bí mật Ông Trump không muốn người ta biết nhưng mà vẫn xì ra bởi vì ông Trump muốn Đà Nẵng Nhưng mà chắc chắn là vẫn còn đang điều đình với là Kim Bởi vì Kim thì chắc chắn là thích Hà Nội hơn Rồi ông Tập Cận Bình đều vẫn là thích Hà Nội hơn Vậy vậy cuối cùng khi cái ngày mà báo chí của quốc tế đưa ra là ngày mùng 2 tháng 2 nói rằng là sẽ tổ chức Đà Nẵng thì đến ngày mùng 5 tháng 2 tức là ngày Tết ta đó là ông Trump trong cái diễn văn liên bang đó ông nói rằng là chúng tôi sẽ có cái phiên họp tại Việt Nam nhưng mà cái địa điểm thì sẽ cho biết sau là chứng tỏ rằng vẫn còn một cái sự gì đó mà thương lượng giữa các bên và cho đến ngày mùng 8 ngày mùng 8 thì khi đó ông mới tuyên bố ở trên tuyết và các báo chí đều nói rằng là ở Hà Nội. Thành thực ra cái chuyện mà thay đổi địa điểm là cái điều không có lạ. Và nó chỉ có cái báo chí thường thường luôn luôn họ đoán trước, họ đồ đoán trước. Vậy thì họp ở Đà Nẵng hay là họp ở Hà Nội có cái gì khác nhau không? Và ý nghĩa của nó như thế nào anh? Có khác nhau chứ. Tại vì như mà luật thưa quý vị như là luật sư Nguyễn Tân Hải có nói ở tuần trước đó thì luật sư nói thế này là Đà Nẵng là cái biểu tượng của nước Mỹ. Tại vì khi đem quân vào miền Nam để giúp miền Nam chống cái sự xâm lăng của Hà Nội, thì họ đi vào đâu? Họ vào Đà Nẵng, ở tiếng xa trước. Thành ra Đà Nẵng là cái biểu tượng của nước Mỹ, cái sự tham gia, tham gia bất cứ mọi hình thức nào, kể luôn cả quân sự là ở Đà Nẵng. Và Đà Nẵng chính là cái nơi vào năm ngoái, thì cái chiến hạm của hàng không ở hàm của mỹ à, lần đầu tiên đi vào đà nẵng và được rất là à, người việt nam đã họ không thích đấy nhưng mà không nói tại vì kẹt cái ông tàu à, thế nhưng mà người dân việt nam rất là thích khi mà thấy mỹ trở lại mỹ đi rồi mỹ lại về mà về là đà nẵng thì cái đà nẵng là cái biểu tượng của uh, nước mỹ và đương nhiên là người việt nam họ trừ những người cộng sản trừ những người mà gọi là cuồng cộng sản còn người việt nam bình thường và nhất là người miền nam và những người hải ngoại như là Vũ Hà và chúng tôi đều rất là thích khi mà à, Mỹ có cái phiên họp tại Đà Nẵng bởi đó là nói rằng à chúng tôi trở lại đây Và tình hình bây giờ nó thay đổi nó không giống như là 40 năm trước nữa Thì à, Cái ý nghĩa là sao Cái ý nghĩa là nó Nó nói rằng là Càng ngày Việt Nam càng xích Lại gần Mỹ à, Sau khi mà dưới thời tổng thống uh, Clinton Giữa thời tổng thống Clinton ra năm 1995 nếu tôi nhớ không lầm thì có cái ban giao chính thức giữa hai nước. Và bây giờ đến năm một năm 2019 đó, thì tổng thống Mỹ qua họp tại Việt Nam và tại Hà Nội thì đó là có cái ý nghĩa rất là lớn là càng ngày à, càng à, Việt Nam à, càng xích lại với Mỹ. Thì thưa quý vị trong cái tờ báo thưa quý vị coi tờ báo chúng tôi của TV Tường Sa mới giấy đã phát hành vào ngày hôm qua thì ở trên cái bìa có chạy cái tít lớn chúng tôi luôn nói chạy cái tít lớn cái bài xã luận tức là bài phê bình đó nói là Trump đến Hà Nội cơ hội nào cho Việt Nam thì trong cái bài bình luận này cái câu cuối kết thúc như thế này đón Trump Kim Việt Nam chỉ có thể được lời về mặt du lịch mà thôi nhưng với cái lối làm ăn hiện tại nhiều du khách chỉ đến một lần nhiều không du khách chỉ đến Việt Nam một lần không đến lần thứ hai họ chạy làm cái lời đáng kể là thêm một bước gần Mỹ để có cái dùi che khi người láng giềng bốn tốt tấn công. Ngoài ra, để các lãnh tù cộng sản xung xê với Mỹ, vân vào với dân. Vân vào với dân, thì tôi muốn nhắc lại cái câu. À, ông Trọng nói gần đây là chúng ta phải như thế nào? À, người ta mới tiếp mình như vậy. Rồi cũng là trong cái ngày mùng 3 tháng 2, nhân dịp kỷ niệm 8-9 năm thành lập Đảng Cộng sản, thì ông cũng nói rằng là Ông nói vụ Hà có nhớ cái câu đó không là à, cơ cơ đồ như ngày. À, chưa bao giờ mà Việt Nam có cái cơ Các đồ cơ như đồ ngày nay. Thì bởi trong đó ông có nói một cái câu rất là vân váo. Việt Nam đổi mới phát triển đi đâu cũng thấy người ta coi trọng. Rất quý trọng Việt Nam. Thưa quý vị, đó là à, cái ý nghĩa của cái cái, cái cái chuyện mà cái cái cái, cái, cái hội nghị thượng đỉnh của à, Kim và Trump tại Việt Nam, tại Hà Nội. À. Thưa anh, à, tại sao Việt Nam là một đồng chí rất thân thiết với nước Venezuela? Thế mà khi Tổng thống Trung thừa nhận ông Tổng thống tự xưng là Guaido, Việt Nam không có hề phản ứng gì vậy, thưa anh? Thưa thưa Bộ Hà, thật ra thì cũng có có một cái phản ứng mà phản ứng rất là nhẹ. Phản ứng này thì nó ngược lại với tất cả cái tình cảm mà thấm thiết mà khi chưa có cái uh, hội nghị dự trù là tổ chức tại Việt Nam. Đấy. Tại vì như vợ à, còn nhớ là cũng như là thưa quý vị khán thính giả của TV Sao Online khi mà năm 2013 khi mà ông Hugo Chavez chết á thì cái ông phó thủ tướng của Việt Nam cộng sản lúc đó là ông Hoàng Trung Hải qua bên đó và ông trong cái điếu tang trong cái ngày mà tang chế đó thì ông có đọc bài diễn văn ông nói là ông rất là cảm ơn đồng chí Chavez. Và cảm ơn nước Venezuela là một cái nước mà đã hy sinh và đóng góp nhiều cho cái sự nghiệp giải phóng miền Nam. Nói câu đó là sai, tại vì thời đó thì khi mà ông Chavez lên làm tổng thống vào năm 1999, thì khi đó là họ đã chiếm miền Nam rồi, đâu có nhờ đến Venezuela. Rồi đến khi mà ông đại tướng Võ Nguyên Giáp chết thì bên cái ông mà Maduro là ông tổng thống bây giờ đó, thì ông nói rằng là chết tướng Giáp ông là 103 tuổi rồi, già quá, già khăn rồi chết thì cũng đáng chết. À, mà nói rằng nó là chết đi là một sự mất mát lớn đối với dân tộc Venezuela tức là cái tình cảm của nó là rất là gắn bó và Việt Nam đã bỏ hàng tỷ bạc qua bên đó để mà đầu tư vào dầu hỏa bên đó và mất gần như là phải nói là gần như mất trắng tay vậy mà khi một cái đồng chí mà thân thiết như vậy à, mà bây giờ bị Mỹ à, muốn lật đổ Mỹ đã đưa quân không đưa quân nhưng mà dò sẽ đưa quân qua và đã công nhận rằng là cái ông tổng thống mà từ xưng là Juan Guaido là tổng thống của nước Venezuela vậy mà chị nói một câu thế nào từ đó đến nay thưa quý vị tôi chỉ nghe một câu từ đó đến nay là bà mà phát ngôn viên của bộ ngoại giao Việt Nam là Lê Thị Thu Hằng nói rằng là Việt Nam luôn luôn quan tâm theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình và ổn định à, nói một câu vô vơ chẳng có ý nghĩa gì hết thành thử ra chứng tỏ rằng là bởi vì tổng thống Trump sắp qua Việt Nam, ừ. Việt Nam đã vận động rất nhiều vận động từ cái năm năm ngoái kìa muốn đăng cai thay vì muốn gọi là muốn đăng cai để qua mặt Singapore đó, ừ. để mà đăng cai kỳ một mà không được, thì bây giờ kỳ hai, tức là phải là điều đón, phải nắng nỉ, phải là lớp bi mình gọi là lớp bi là vận động rất là nhiều để cho Mỹ à, qua bên uh, bên Việt Nam để họp cái hội nghị thường thường định. Thành thử ra bởi vì quyền lợi, Thành thử ra cái tình nghĩa anh em xã hội chủ nghĩa à, không còn thâm thiết như ngày xưa và họ cũng biết rằng là Venezuela sắp tàn đến nơi rồi thằng lắm có phò nữa bây giờ phò mỹ đó là lý do à, thưa anh tuần trước đó anh và luật sư hải có nói rằng nếu dân Việt Nam làm giống như dân Venezuela xuống đường biểu tình một triệu người hay chỉ vài trăm ngàn người thì chế độ cộng sản sẽ sụp đổ nhưng thưa anh ngoài biểu tình có cách nào để làm cho chế độ cộng sản nếu không sụp đổ thì yếu đi không? Xin anh cho vài ý kiến. À, trước hết là tôi nói về cái vấn đề là biểu tình à, như ông Hải nói là ông luật sư anh nói là nếu mình có một triệu người xuống biểu tình thì chế độ sẽ sập. À, tôi thì tôi nói là vài trăm ngàn thôi thì cũng có thể sập. Thưa quý vị à, nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng tôi gọi là, là suy dụng bạo động. Ừ. Không, chúng tôi không có sử dụng bạo động. Nhưng mà cái quyền của người dân là quyền biểu tình. Ừ. Thưa quý vị người dân có quyền biểu tình và biểu tình là cái quyền thế mà ở Việt Nam họ không cho biểu tình thì thế này thưa quý vị những cái sự thay đổi chế độ chúng tôi không nói là bạo động để lật đổ như là đạo chính bằng quân sự đổ máu nhưng mà thay đổi chế độ là thường thường là có những cái đa số là trong những cái phương thức mà gọi là hòa bình á ừ. như hồi xưa mà ông ông ông, thà, ông, ông gan đi đó gọi là cam địa đó ông giành độc lập lại từ tay anh bằng biểu tình mà thôi rất là ôn hòa ôn và ông đã làm được công việc đó rồi các những nước khác nước khác như là gần đây mình thấy như là philippines cách đây mấy chục năm à, người philippines có cái chế độ mà của ông marcos ông đến 30 năm và ông cầm quyền đương nhiên là ông có được cái cung ủy đảng giống như là bên cộng sản cộng sản nó cung đội thì nó có cung ủy và cung ủy là cũng giống như đảng rồi thành thử ra ừ. lính người lính là người đảng viên cộng sản ta đã rất là khó còn ở bên nước uh, philippines thì đương nhiên là họ quân đội họ ủng hộ chính phủ giống như là venezuela vậy. nhưng mà có đến lúc nào đó sẽ họ không ủng hộ nữa thì họ biểu tình và khi mà biểu tình mà cái thời cái, cái bà Aquino bà biểu tình và lúc đó dân chúng biểu tình rất nhiều lần và có những lúc đến một triệu người thì cuối cùng quân đội đứng về phía à, và marco phải bỏ chạy rồi sau đó là ở indonesia indonesia đó, người ta cùng biểu tình, dân chúng biểu tình. Và cuối cùng thì ông tổng thống Suharto ừ. phải từ chức. Đó, tức là những cuộc biểu tình, người dân biểu lộ cái ý chí của nhân dân, mà tiếng Anh gọi là people power. Thì ý chí của nhân dân, ý dân là ý trời đúng ra là như vậy và ý dân không muốn cái chế độ nó nữa thì chế độ phải hoặc là sụp đổ. Qua cái sự đóng góp, qua sự mà gọi là thúc đẩy của ngoài bang hay là chính của quân đội, hay là chính của nhân dân thì họ phải thay đổi cũng như là gần đây là vào khoảng đầu thập niên 2010 ha, khoảng đó 2010 2011 là mình có cái gọi là cách mạng mùa xuân ở bên Trung Đông đó, ở bên Ai Cập đó. Đó. À, thì quê bên, bên Ai Cập ừ. đó thì ừ. Ai Cập và Ả Rập và Trung Đông thì ông tổng thống Mubarak phải Thế, phải tới chức. Nó ừ. cầm quyền 30 năm. Thì chúng tôi nói rằng thưa quý vị, nếu mà có người biểu tình ừ. thì sẽ có thay đổi thay đổi chế độ. Chế độ, vâng. Thành ra tôi cũng cầu mong rằng là người Việt Nam mình, nhân dân Việt Nam mình đến lúc nào đó nghĩ rằng cái bổn phận của mình, mình không ra cầm quyền nhưng mà mình có tiếng nói. À. Mình phải làm thay đổi một cái chế độ mà nó tàn ác, một cái chế độ ốc tài, à? một cái chế độ mà trong lịch sử rất là vây máu. Họ để có ngày hôm nay để mà Nguyễn Phú Trọng xuống xe ra ngoài để bắt tay với là cỡ như là Trump. Ừ. Để có được ngày như nay thì có bao nhiêu người thưa quý vị Có đến khoảng 3 triệu người Việt Nam đã hy sinh Khi họ nói rằng là họ đánh Việt Nam Cộng hòa Mỹ diệm Bởi vì họ phải hy sinh mấy triệu người như vậy Không phải là Mỹ, Mỹ không gây ra chiến tranh Người miền Nam chúng tôi khi mà chia đôi đất nước không chiến tranh Đời mình sẽ có một ngày nào đó mình nói chuyện với nhau Mà mình thống nhất với nhau qua phương thức phổ thông đầu phiếu hay gì đó Nhưng mà người Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh Một tay khác máu một tay tàn bạo đã đưa dân tộc Việt Nam vào cuộc chiến 20 năm. Nếu họ không đánh miền Nam thì làm sao mà có tử sĩ? Người miền Bắc không có tử sĩ đâu. Và họ bây giờ vẫn vào chúng tôi đã hy sinh xương máu này nọ. Ông hy sinh xương máu gì? Ông đi đánh người ta. Và ông ông chết và người miền Nam cũng chết. 3 triệu người quý vị, 3 triệu người hôm nay để cho Nguyễn Phú Trọng vinh vào để nói rằng đất nước ta bây giờ đi ra ngoài được người ta nể trọng, đất nước phát triển. Thưa quý vị, sai và cụ hà có nói với tôi là có cách nào để mà, mà làm mà cho chế độ nó thay đổi, hả? Thay đổi thưa đi. quý vị để. như là tuần trước chúng tôi cách đây là, hoặc là trong một cái chương trình nào đó chúng tôi có nói rằng thế này vào sau năm 75 là việt nam là kiệt quệ vũ hà phải biết cái gì đúng rồi vũ hà ăn bò, bò không có đói <laughs> phải không rất đói, đói. <laughs> chúng tôi ở miền nam trước đó chúng tôi sống sung sướng lắm cho dù sống như chế độ của mỹ nghị cũng là đủ ăn không có đói mà trong 5 năm tôi sống với chế độ tôi ăn bô bô tôi ăn đói rồi tôi đi làm ruộng tôi cũng nó cướp ruộng của tôi luôn người cộng sản cướp những cái hoa màu tôi làm nó tiệt thu và chúng tôi đói đến đói 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 và ông tôi cả dân miền nam đói thì thời đó khi mà tôi nhớ là khi mà tôi đi ra khỏi việt nam năm tám thời đó việt nam đang gọi là thê thảm lắm tại vì cái cái lối mà gọi là À, chế độ mà gọi là hợp tác xã đó đó thành thử ra Việt Nam trước đó Việt Nam miền Nam là cái nơi vừa lúa của Đông Nam Á sản xuất lúa mà khi cộng sản vào miền Bắc vào à, dưới chế độ của Lê Dũng độ 10 không có gạo mà ăn đói tại sao ừ. đó thành thử ra là Việt Nam là ngắp 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 nhưng mà cho đến uh, khoảng uh, 80 giữa đầu thập niên 80 thì cũng là rất là đói rồi cùng với cái đó thời đó là liên xô cũng đói nha liên xô bà bị sập là bởi vì đói vì đói thì liên xô mới sập rồi. À, liên Xô chạy đua vũ khí với là Mỹ đói thành ra mới sập thì thời đó mình cũng nghĩ rằng Việt Nam sẽ sập nhưng mà bởi vì có được cái cái, cái của người ở người hải ở hải ngoại đưa về mỗi năm đâu khoảng thời đó là khoảng 6 triệu 6 tỷ Mỹ Kim tương đương tương đương với tổng sản lượng quốc gia của cả nước làm ra là 6 tỷ, người hải ngoại đưa về 6 tỷ. Và chính việc làm của người hải ngoại đã giúp cho khi đó là vẫn Đúng còn cấm vận nhé, cho người... giúp cho chế độ nó sống còn. Ừ. Và từ đó, và sau khi mà Mỹ cấm vận, sau khi mà họ thay đổi một số, họ cũng còn gọi là biết đó, tạo quản không còn mà ừ. tức là có mở một chút đó, mở ừ. ra bên ngoài rồi ừ. khi nhờ Mỹ nó viện trợ trở lại, lại rồi các Âu châu nó viện trợ trở lại ừ. làm ăn Thì bây giờ nó mới ngóc đầu lên nhưng mà ngóc đầu lên nhưng mà cũng còn rất là chậm thành thử ra chúng tôi vũ hà hỏi rằng là mình có cách nào mình gọi điện mình gọi là giúp cho chế độ nó nó thay đổi không hay là sụp đổ không á ừ. thì chúng tôi cũng nói là một cách gọi là chủ quan thôi là có một cách là mình bớt cởi tiền về đừng có cởi tiền về đừng có đầu tư việc kiều họ nói rằng năm nay là cái ông nguyễn phú trọng nói là có hối kiều đó Vậy. đưa về là 16 tỷ thì không biết có đúng, đúng như có, vậy không? Đừng có du lịch Việt Nam nhiều à, khí. Còn 16 tỷ rồi à, trong cái đó là ủy ban mà gọi là ủy ban nước ngoài đó Họ nói đến 19 tỷ đó Nó ừ. con số quá lớn Quá lớn thưa quý vị quá lớn Đừng có gợi về Nếu mình gợi về kẹt quá thì gửi về cho bà con thôi à, Mà đó cái cái mà mình gợi về mình nuôi mình gọi về mình nuôi bà con mình cũng là nuôi chế độ đấy. Vâng đúng đó. rồi. Một hình thức nào đó. Vậy? Rồi, vậy. Mà, mà làm sao khổ bà con mình đó thì mình gửi về ừ. cái đó cũng hơi kẹt. Ừ. Nhưng mà con cái là du lịch đó. Vâng. Du lịch mà đi về đó, thưa quý vị, thì mình không ai nói rằng là mình uh, cấm người khác đi về tự do mà. Vậy. Mặc dù hồi xưa mình bỏ chạy, mình, ừ. uh, mình nói rằng cái chế độ nó tàn bào có mình phải bỏ chạy rồi mình trốn nó rồi nhờ mình nói vậy thì họ mới cho mình tìm án. Ừ. À, nhưng mà bây giờ mình trở về thì thật sự ra. À, nó cũng hơi hơi chướng hơi ừ, chướng ừ. hơi chướng mình, và thành thử ra có lẽ là chúng ta bớt về Việt Nam đi. Tại vì về du lịch đó là một cách nuôi chế độ. Đúng rồi. Đó, rồi. đó, dạ, đó, đó là một trong những cái cách. Rồi chúng tôi nghĩ rằng là đứng như là mình có những cái người cha mẹ chết hay Đúng. là tăng cái những cái đó mình về thăm những cái đó là trường hợp đặc biệt. Chứ còn nếu về mà ăn chơi không á. À, về thăm du lịch thì cũng đã hơi quá. Rồi Còn có những người rất nhiều người Việt Nam về để ăn chơi bên đó để có tiền làm bạc có ừ. tiền có bạc về để mà đôi khi cũng gọi là khoe khoang đấy ừ. Vâng, uh, có nghĩ rằng không có những ừ. người về khoe khoang chúng ừ. tôi giàu có chúng tôi có đời sống như vậy về được người bên Việt Nam họ họ kính trọng nên nó thành thử ừ. ra đó là một cái cách để mà duy trì chế độ vâng. thành thử ra có lẽ là à, chúng tôi chỉ nói theo tùy lương tâm tùy cái quan niệm của mọi người là chúng ta bớt gọi gửi tiền về Việt Nam vâng. à, chúng ta bớt du thị Việt Nam đi. Dạ, vâng. à, thưa anh tiếp theo là về tin thế giới về việc uh, Thái Lan bắt giữ cầu thủ úc gốc Barren là ông Hakim nhốt hơn 2 tháng và vừa được thả và trở về Úc hôm thứ ba vừa qua. Xin anh kể và bình luận vài câu chuyện này. À, câu chuyện của anh cầu thủ nổi tiếng của nước Úc. Qua lại là nổi tiếng là nhờ cái cái vụ mà anh bị bắt thì nổi tiếng cho hồi xưa. Anh thì cũng là giỏi, anh cũng là một cái ngôi sao đăng lên của làng cầu thủ ở Úc này. anh 25 tuổi, anh là một người nước Bahrain. Anh, anh, đi tỉ nạn, anh bỏ nước anh đi tỉ nạn và bốn năm qua thì anh được uh, nữ Úc nhìn nhận tất cả tiền nạn quan anh và cho anh định cư ở đây và trong 4 năm ở đây thì anh chưa trở thành uh, theo chúng tôi biết muốn bây giờ muốn trở thành quốc tịch Úc là phải bốn thằng... năm phải bốn năm rồi phải nộp đơn phải thi cử này nọ đó mới được thì anh được cho cái visa cái mà cái visa đó gọi là permanent tức là thường trực đó anh trở thành thường trú nhân ừ. và anh Hakim này anh tháng 11 vừa rồi, anh với là người vợ của anh, anh đi qua gọi là mình gọi là gì? Đi, đi hộ không phải hồ, đi du lịch đi honeymoon hả? À đi, đi à, môn, à, tức là là, là 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 đi gì? <laughs> <laughs> trang mặc đi tuần trang mặc. À, đi đi tuần trang tù, mật ở rồi. bên uh, Thái Lan thưa quý vị thì nếu mà tiền chưa có nhiều đó, thì đi Thái Lan là nơi rẻ nhất, đi đúng như, rồi. như đi Việt Nam vậy đó, nó, à, nó rẻ. Đi mấy nước khác thì đôi khi nó đắt lắm. Thì đi qua bên đó và anh vừa bước chân xuống phía trường hình như là xuống phía trường là túng ngay tại vì cái cơ quan mà gọi là cảnh sát của New Brand, họ đã báo ừ. rồi ừ. báo với Thái Lan và họ ra một cái lệnh gọi là red notice interpol đó, ừ. là cho cảnh sát quốc tế để bắt anh này vì cái tội là cách đây đâu khoảng 10 năm ừ. anh uh, bị cái tội là Thương bạo động uh, đập phá cái đồn cảnh sát ừ. và anh bị xử án 10 năm tù vắng mặt khiêm diệt. thì uh, anh này khi bị bác đã nói được không chúng tôi cái đó là sai tôi chưa bao giờ mà gọi là đánh đồ người sát phá đồ người sát hết nhưng mà tôi chỉ chống chế độ thôi chúng tôi muốn đòi hỏi dân chủ à cũng là dân chủ nữa đòi hỏi dân chủ thôi chứ còn tôi không có phá và anh chứng minh mà có tính cách thuyết phục là cái thời gian mà cảnh sát của Bahrain mà nói rằng anh phá cái đồ đó anh đang đi đá bánh ở nước khác đó anh đang đá bánh ở nước khác thành thử ra Nước Úc khi mà thấy như vậy là thấy sai và nước Úc đã vận động rất là nhiều. Vận động từ ngoại trưởng, sau đó là chính thủ tướng Úc Morrison cũng vận động, rồi vận động rất là nhiều ráo riết. Rồi nhất là cái ông Chris Foster, nên quý vị mà coi đài truyền hình của SBS á, mà trong một cái thao hay thấy cái ông Chris Foster, người có cái mái tóc quăng và bạc á. hồi xưa tôi thấy anh trẻ đẹp lắm, bây giờ thì cũng 30 năm thấy cũng là lớn tuổi rồi Và ông là một cầu thủ của Sukaru, đá bán à, á, à, gọi là Tô cầu đó và anh à, ông à, Chris Foster đã đi vận động rất là nhiều qua bên Thái Lan tiếp xúc với chính phủ tiếp xúc với các nhà ngoại giao và đặc biệt anh ông còn đi qua ở bên à, Ra hải ngoài qua cái cái, cái cái trung ương của cái gọi là liên đoàn à, tót cầu thế giới đó FIFA đó để vận động liên đoàn thế giới gây ảnh hưởng với Thái Lan để thả này ra nhưng mà Thái Lan như không có thả. Tại vì họ nói rằng là chúng tôi nhận được cái lệnh của cảnh sát quốc tế mà um, gọi là red notice tức là gọi là cái giấy mà giấy đỏ đó, tức ừ. là thông cáo đỏ hay là cái trác trác khẩn cấp đó để bắt cái ông này thì chúng tôi cứ làm theo cái luật lệ quốc tế thôi ừ. và không chịu thả. Cuối cùng là vào ngày tuần qua, tôi nhớ tuần qua là có lẽ đây là cái đoàn cuối cùng mà nước Úc sau khi thủ tướng nói cũng chưa được thì có hai nhân vật nổi tiếng ở nước Úc. Thưa quý vị, đó là hai ân nhân, hai đại ân nhân của người Thái đó là bác sĩ Richard Harris và ừ. bác sĩ Greg Salen. Ừ. Hai bác sĩ này viết thư xin yêu cầu chính phủ Thái Lan thả cái anh Hakim này ra. À. Mà hai người này là hai người mà cứu 12 thiếu ừ. niên chơi đá ừ. chơi chơi đá banh à. ở bên Thái Lan bị kẹt trong cái hầm đó. Cái vụ đi nội tiết quốc tế quá vâng. và ông hai ông này họ có thương mạng sống của họ. Họ hy sinh mạng sống họ họ thường mạng sống họ đi cứu người Thái Lan những cái trẻ em của Thái Lan những cái thiếu niên thái lan thành ra hai người này là phải nói là đại ân nhân của người thái thì hai ông này cũng là được cái dạng những cái huy chương của nước úc sau khi mà trở về là ông được cái huy chương uh, OAM ừ. huy chương là medal đó ừ. mỗi năm là nước úc cứ đến ngày uh, nữ hoàng uh, sinh nhật nữ hoàng với australia. là với là ngày australia đây, tức là ngày của úc thì họ phát cái 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 những cái, 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 cái huy chương đó thì ông được cái đó à, và đồng à. thời đầu năm nay vào ngày quốc hành của Khánh úc thì hai ông này được cái the Australian of the year tức à. là người úc À, nổi bật nhất trong năm lần đầu tiên mà có hai người cùng một lúc được một cái giải thành thử ra chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái cái này là cái, cái 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 cái, cuối cùng bởi vì cái áp lực cuối cùng khi hai ông này ông đương nhiên là thủ tướng úc là rất là là, là có công rồi cái anh ông Chris Foster rất có công nhưng mà hai ông này đó cái tiếng nói của họ và họ viết cái thư để họ xin được thái hãy thả cái anh này ra thả cái anh Hakim cái cái cầu thủ này ra thì thưa quý vị là đến ngày thứ hai thì vừa rồi là tuyên bố là thả và ngày thứ ba là ừ. Hakim đã trở về thành phố Melbourne. Ừ. Thành thử ra đây là một cây trò rất là chứng tỏ ra nước úc rất là lo lắng cho lo lắng công, cho công nhân dân của, mình. của nước úc. À, và. À, và cuối cùng thưa anh là tin nước úc qua vụ trung cộng bắt giữ công dân úc gốc trung quốc là blogger Zhang Hanjun. chính phủ úc phản ứng như thế nào? có làm gì để giúp công dân của úc không thưa anh? Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết mà chúng tôi có nói trước rằng là, là, khi mà bị bắt đó thì à, người Tàu đó đúng theo cái luật mà gọi là đã ký với nước Úc là khi mà bắt một người nào đó thì nổi trong 3 ngày đó, hay là hình như là trong ngay hoặc tối tối đa là 3 ngày phải báo cho nước Úc hoặc nước Úc mà bắt người Tàu đó, người Trung 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 Quốc đó thì phải báo cho họ trong vòng 3 ngày phải báo báo cho họ biết rằng chúng ta đã bắt cái công nhân của nước đó. Tuy nhiên cái vụ mà ông Giang này đó, Giang Hinh cái blogger này bị bắt á thì cũng nhiều ngày sau rất nhiều ngày sau mới thông báo thì nước úc đã làm rất là nhiều nhiều cách nhiều cách và vận động rất nhiều nhưng mà đến bây giờ thì như chúng tôi được biết là chị mới cho thăm và rất là giới hạn anh này là một người mà giữa cả hai quốc tịch tức là ông qua úc này thì ông được là trở thành công dân úc giống như là vũ hòa và giống như là tôi đây là chúng tôi đã có quốc tịch úc mà chúng tôi thì hình như chúng tôi không có quốc tịch Việt Nam đó nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề gọi là gray area tức là nó đen tránh sang chúng tôi không biết rằng tôi có phải là người tại vì tôi tôi đi qua úc này là coi tôi nghĩ rằng tôi là chỉ là công nhân úc thôi nhưng mà biết đâu người cộng sản đó mặc dù tôi chưa bao giờ có cái 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 hồ chiếu cái passport của Việt Nam cộng hòa chúng tôi không có là đi như cộng sản lại càng không có nữa và chúng tôi từ chối Việt Nam chúng tôi đi nhưng mà Biết đâu họ còn gọi chúng tôi là, à, là người, Việt, người Na. Việt Nam thì cái anh anh, anh Giang này đó là anh qua nước Úc. Uhm, anh được vô quốc tịch Úc, anh vẫn giữ lại cái hộ chiếu của... của trung cộng của Trung Quốc. Thành ra khi anh đi về bên đó, ừ. anh đi về bằng hộ chiếu của ừ. Trung Quốc. Uhm. thành thử ra bây giờ bây giờ đó là cái vấn đề đó là càng thiệp rất khó bởi vì họ nói rằng là ông này là người tàu, người Trung Quốc và sự ông về cái tội mà ông làm gián điệp, mà ông là người Trung Quốc ông làm gián điệp. thì à, thưa quý vị là mấy ngày gần đây à, trên à, các phương tiện truyền thông chúng tôi được nghe rằng là họ có trách cứ nước úc á, là nên thông báo cho các công dân của mình biết về cái sự nguy hiểm khi đi ra nước ngoài mà mình có mang hai quốc, hai tịch. quốc tịch, đặc biệt là ở Trung cộng. họ nói rằng là nước mỹ nước Anh, nước Canada đã cảnh cáo công dân của họ rồi. đi về ở bên đó phải rất là cẩn thận. đi qua nước tàu phải cẩn thận. nước Úc, thì họ nói chúng tôi cũng có cảnh cáo. chúng tôi nói rằng là đi về bên đó thì cũng phải là uh, có chừng nhưng mà không, phải cảnh cáo mạnh hơn một xí nữa ở trong cái travel gọi là smart uh, travel, à, smart, smart travel trong ừ. smart travel lên Google đó, mình coi thì mình hỏi dặn rằng là những nước nào đi về bên đây thì phải coi cái gì cái gì mình nên làm cái gì mình nên làm và phải coi chừng những cái luật lệ của nước họ thì họ nói rằng là úc cũng phải cho biết rằng những người nào những người nào mà có hai quốc tịch phải coi chừng. tàu với là úc hoặc là những người đó cho dù không có hai quốc tịch nhưng mà bởi vì họ từ bên tàu từ bên tàu qua. họ qua sống bên giống như vũ Hà và tôi ừ. tôi không có quốc tịch tàu à việt nam tôi không, biết, tôi không có quốc tịch việt nam thật sự chưa, chưa bao giờ giữ một cái hộ chiếu của việt nam hết mặc dù tôi đã ở việt nam nhưng mà phải coi chừng những người mà À, có gốc tàu đi về tàu thì phải có chữ mặc dù có quốc tịch úc và họ khuyên rằng khi đi về tàu nếu mình có hai quốc tịch nên sử dụng cái hồ chiếu mặc dù sử dụng hồ chiếu của trung quốc à. á thì đợi khỏi phải tốn tiền xin visa phải không ạ đúng rồi. đã như đúng rồi, khỏi về, đúng, đúng. tại vì họ cầm cái cái hồi chiếu của tàu thì của trung quốc thì họ đi về đi thẳng tôi không cần xin visa nhưng mà chính à. cái đó chính cái đó là không có À, mình sử dụng cái hồi chiếu của nước tàu về thì nó sẽ sự theo luật của tàu và nếu mà sự sai luật của tàu là úc rất là khó can thiệp thành thử ra thưa quý vị à, đó là một cái kinh nghiệm mà sau khi những người như người như là anh à, jan Jehu này là một người mà gọi là à, một blogger mà phê bình uh, nhà nước đúng tàu rất nhiều đi về đã bị bắt thì đây là một cái cái gọi là một cái kinh nghiệm không phải cho anh cho người tàu mà cho người việt nữa nhé đúng cho rồi. người nhị hà với như tôi về rất À, 300 000 người Việt ở đây Nếu quý vị mà có gốc cho dù không có quốc tịch Việt Nam Nhưng mà có cái gốc Việt Nam Có cái có gốc chuyện... Việt Nam nó gọi là nó, nó, gọi là gốc Việt Nam Tổ tiên mình Việt Nam thì đi về Việt Nam còn hãy quá chừng đấy <laughs> ừ. Thưa quý khán thính giả chương trình thời sự trong tuần tới đây chấm dứt Vũ Hà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị kỳ tới Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào các bạn. thưa quý vị nếu quý vị thích chương trình thời sự trong tuần xin hãy ghi danh hãy subscribe ngay, ngay từ bây giờ, giờ...